Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh vừa có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Thực phẩm Đồng Giao, tỉnh Ninh Bình về việc hỗ trợ nông dân Lào Cai tiêu thụ sản phẩm dứa quả. Theo đại diện Công ty Đồng Giao, dự kiến sẽ mua dứa với mức giá là 4.000 đồng mỗi kg đối với loại quả từ 4 lạng trở lên tại nhà máy ở Ninh Bình. Nông dân sẽ phải chịu toàn bộ chi phí vận chuyển. Loại dứa Lào Cai sẽ được chế biến thành nước ép, vì vậy quả dứa đạt độ chín khoảng 50% đến 70% sẽ được thu mua. Sau khi thống nhất các nội dung, dự kiến từ ngày 19 tháng 3 tới, nông dân sẽ bắt đầu thu dứa bán cho công ty. Vấn đề quan trọng nhất là nông dân cần đăng ký đủ sản lượng để khi xe đến thu mua phải đủ, tránh tình trạng đăng ký sản lượng có thể cân nhưng lại không bán cho doanh nghiệp.